Tại buổi họp báo, Đại tá Vũ Như Hà, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an cho biết, liên quan đến vụ án Việt Á, cơ quan điều tra cho biết đang tiếp tục củng cố chứng cứ, tài liệu, làm rõ sai phạm đối với một số bị can giữ chức vụ trong vụ Việt Á. Cho đến nay, các cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố 29 vụ án, 102 bị can, trong đó cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 29 bị can, cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng khởi tố 5 bị can và cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 24 tỉnh đã khởi tố 27 vụ, 69 bị can. Hiện nay là có một số các vụ án ở trong liên quan vụ Việt Á này cũng đang được tiến hành điều tra và mở rộng cách triệt để, xoay quanh các tội danh là vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ, đưa hối lộ, nhận hối lộ và vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Thông tin về tiến độ điều tra vụ án liên quan đến bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC Group, Bộ Công an cho biết trong vụ án này có các bị can đã bỏ trốn và công tác truy bắt đang được C03 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy bắt. Ngày 9 tháng 11 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra chuyển viện kiểm sát đề nghị truy tố 36 bị can, trong đó có một số bị can đã bỏ trốn. Liên quan đến vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát cũng như việc phát hành trái phiếu tại công ty cổ phần An Đông, Bộ Công an cho biết đến nay đã khởi tố 2 vụ án và 27 bị can. Cơ quan điều tra hiện nay cũng đang tập trung và xem xét xử lý triệt để trên cái tinh thần thượng tôn pháp luật, không quậy ngoài lệ, không vùng cấm và đặc biệt là áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để thu hồi triệt để tiền tài sản để đảm bảo cái quyền lợi cho nhà nước và cho các nhà đầu tư. Trả lời câu hỏi của phóng viên xung quanh vụ án chuyến bay giải cứu, Thiếu tướng Trần Thành, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra Bộ Công an cho biết. Nhận hối lộ, đưa hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và môi giới hối lộ. Quá trình điều tra thì Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cũng đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân một số tỉnh, thành phố rà soát cung cấp thông tin tài liệu để phục vụ quá trình điều tra vụ án. Đến nay thì các địa phương cơ bản đã hiện nay, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tích cực nghiên cứu, phát hiện, thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm vi phạm của các tổ chức cá nhân theo quy định của pháp luật. Tất cả những trường hợp vi phạm, khi được xử lý hình sự thì chúng tôi đều đăng tải công khai.